chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho bạn chiếc máy thổi nhiệt MVT 1500, là chiếc máy thổi nhiệt đến từ thương hiệu Oshima của Nhật Bản, một trong những thương hiệu đang được ưa chuộng nhiều hiện nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem bên trong là những phụ kiện gì. Tôi sẽ khui thùng ra cho các bạn xem. Và đây là bên trong thùng máy. Bên trong thùng máy thì có một phiếu bảo hành của chính hãng của Oshima, cùng với đó là sách hướng dẫn sử dụng. Đây là một số đầu khò của máy. Đây là phụ kiện đi theo kèm bên trong. Còn đây là chiếc thân máy của máy thổi nhiệt 1500. Chiếc máy thổi nhiệt này thì được cấu tạo từ nguyên vật liệu là nhựa, nên là các bạn cầm thì thấy rất là nhẹ tay. Đây là đầu khò, đây là ốp cách nhiệt, thân máy, tay cầm, đây là công tắc điều chỉnh và dây điện. Dây điện thì dài 2 mét, nên các bạn có thể cắm được ở những vị trí xa hơn. Tay cầm của máy thì thiết kế rất là vừa vặn và chắc chắn. Trên đây thì có những cái đường gân thì chống trơn trượt. Chiếc máy này thì có hai chế độ thổi. Ở chế độ 1 thì có công suất là 1000W, nhiệt độ là 350 độ và lưu lượng khí thổi là 300 lít trên 1 giờ. Chiếc máy này thì có hai chế độ thổi. Ở chế độ 1 thì có công suất là 1000W, nhiệt độ là 350 độ và có lưu lượng khí thổi là 300 lít trên 1 phút. Ở chế độ 2 có công suất là 2000W, nhiệt độ là 550 độ C và có lưu lượng khí thổi là 500 lít trên 1 phút. Đây là tổng quan của chiếc máy của chúng ta. Khi tùy theo mục đích của các bạn sử dụng mà các bạn lắp những cái đầu thổi khác nhau, chúng ta chỉ cần gắn vào và bấm công tắc cho máy hoạt động. Đây là các đầu thổi khác nhau của máy. Bây giờ thì tôi sẽ thử chiếc máy này cho các bạn xem. Khi bật công tắc về vị trí O thì máy sẽ tắt và các bạn bật công tắc về vị trí số 1. Máy sẽ bắt đầu thổi khí nóng ra và ở đầu thổi sẽ đao hiển thị lên. Chúng ta sẽ chuyển qua chế độ thứ 2. Đây, máy đã được nóng đỏ lên. Chiếc máy này thì có rất là nhiều công dụng. Các bạn có thể khò màng bọc sản phẩm hoặc là khò kết dính các nguyên vật liệu. Cùng với đó là có thể tách các vật liệu ra khi chúng ta không còn sử dụng nữa.